Hi, xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình. Mình là Mr. Ben đây. Hôm nay mình sẽ chơi một tựa game Roblox. Đó là một tựa game Roblox nha. Nhưng mà mình sẽ chơi map Carnival Terror. Mình sẽ chơi map này. Mình sẽ vô. Mình sẽ cố gắng qua cái vòng này. Không biết mình sẽ mất qua nó phải qua này. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Bây giờ mình sẽ qua đây. Đây là cái gì vậy? Ủa? Có một bảng gì nè. Hello. Hello. Ê, cái gì vậy? Đi quăng qua bắt cua à, vậy lava nướng luôn xong rồi sẽ bắt cua lại quăng qua yes mình qua được. Ui, sẽ thì đi theo cái bong bóng này. Sao? Ui, cái hố này nó có một cái chất độc. Yeah, nó có mấy cái răng khổng lồ. Ui, nhà xuống đó rất là nguy hiểm. Nên mình sẽ cẩn thận. Mình sẽ băng qua đây. Ui, an toàn rồi các bạn. Ui, đây là những cái khí độc. Rồi xong luôn cho mình băng lại này. Ui, ui cẩn thận mình sẽ qua. Ui ui thấy không băng quá lẽ. No chém qua được rồi nhưng mà vẫn bị nướng băng quá lẽ. Nguy hiểm quá băng quá. Bắn qua. Yes. Vô. Vô. Ui, 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 xem đây. Ui, ui, xem đây. Mình sẽ bắn. Đây là những bắn. Như mình thấy, đây là những bàn tay của chú Hà sao? Bắn qua lại, băng lại thôi. Sẽ bắt cua lại thôi nha. Đây những cái ống. Vô. No. Ván này không xong rồi. Sẽ bắt cua lại nha các bạn. Ủa? Ba sao chết? Ủa? Mình nếu chết qua được. Mình sẽ bắt cua liên tục. Ui, xin đây. Cái này rất là nguy hiểm. Mình phải cẩn thận. Ủa. Nguy hiểm quá. Yeah. Ủa. Sao vậy này áo cha hả? Ủa bán rồi. À vậy kia đi chung. Đi qua.
cần đi qua cái cửa luôn. Rồi, tôi sẽ lên. Cái gì đó? Mình ra được này. Ui, cái này là nguy hiểm ấy. Ui, mình phải đè liên tục à. Cái này phải đè liên tục rồi. No! Hết nguồn, hết giết. Ui, mình đọc cái cảnh đó, mình hết hồn luôn đó bạn. Ui, cái này phải lẹ, cái này phải nhanh mới được. Này phải nhanh, này phải nhanh. Wow, mình vào nhau, qua nhau đặt chưa? Yeah. Nó cái game này mình thấy rất là kinh dị nha các bạn. Cái game này thì cũng cũng chơi được, nhưng mà mấy bạn yếu tim thì không không biết sai nha. Gần trời. Tụi mắc áo rồi, tụi mắc áo rồi, tụi mắc áo rồi, tụi mắc áo rồi, tụi thả lên nguy hiểm quá. Hết hồn. À đây là những cái đinh để qua nè. Đúng qua. Đây là những con dao khổng lồ, nó có thể cắt mình luôn. Mình qua con đường rồi, mình qua rồi. Đây là những viên bóng. Mình qua đi anh. Ui cái này đơn giản quá. Ui hết hồn. Bây giờ cánh cổng gì đó. Ui, mình qua được rồi. Ở bên kia có nó lửa rồi bạn. Nguy hiểm đấy. Tôi sẽ bắt cô qua đây. Yeah, mình qua được rồi. Oh my
đó. Quay hết lộn hướng. Lộn 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 ơi. Hay khoan khoan nhanh đó. Băng qua này, băng qua, băng qua. Nếu như ai muốn kết bạn với mọi người thì mình sẽ để cái tên nó dưới phần mô tả nha. Mình sẽ nhớ. Ui ui, dèo quá. Đây là cái gì nhỉ? Cái vòng màu xanh. Hồi nãy chạy nhanh rồi, chắc cái này là nhảy cao. Hồi chắc vậy. Xong mình nhảy lên. Cao quá. Quay. 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 Đây. Đây. Yes. Rồi, ngấm củ tỏi. Ngấm củ tỏi. Mệt lắm rồi, mình không chơi nữa đâu. Cái game này nó bố. Thôi, cảm biệt các bạn nha. Nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Bye bye.